Trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump có thể lập lại kỳ tích của Tổng thống Ronald Reagan hay không? Tác giả Phạm Công Hinh xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau chiến thắng đất trời vang dội của nhiệm kỳ đầu, trước Jimmy Carter với 489 trên 49 phiếu cử tri đoàn, nhưng chỉ hai tháng sau, Ngày 30 tháng 3 năm 1981, vì sự thù ghét, tổng thống Ronald Reagan đã bị ám sát với 6 phát súng, nhưng rất may mắn, ông đã sống sót để giữ vai trò tổng thống thực hiện lòng dân và ý trời. Tổng thống Ronald Reagan đã thực hiện các chính sách kinh tế thực tiễn, kiến tạo việc làm và nhằm giảm phạm vi ti tiếp cận của chính phủ liên bang đối với cuộc sống hàng ngày và túi tiền của người Mỹ, bao gồm cả việc cắt giảm thuế nhằm thúc đẩy tăng trưởng, gọi là Reaganomics. Nhưng ông cũng ủng hộ việc tăng chi tiêu quân sự, cắt giảm một số chương trình xã hội và các biện pháp bãi bỏ quy định kinh doanh, cởi mở hơn thúc đẩy sự phát triển cho tiểu thương. Đảng Dân Chủ lúc đó cho rằng chính sách kinh tế của ông ủng hộ người giàu. Tương tự bây giờ, Dân Chủ quậy cũng cho chính sách kinh tế của Tổng thống Trump là ủng hộ người giàu. Nhưng tất cả những siêu đại gia lại đang nằm trong phần lớn ủng hộ nòng cốt của dân chủ cho Biden vì những quyền lợi của họ đã được dân chủ tiếp tay và che chở từ thời Bill Clinton và mạnh nhất là trong thời Obama và mới đây chúng ta đã thấy nhiều sự thật về sự hố mãi quyền thế của phó tổng thống bất tài Joe Biden và TT bất lương Obama. Đến năm 1983 nền kinh tế của nước Mỹ bắt đầu phục hồi và bước vào thời kỳ thịnh vượng kéo dài đến hết nhiệm kỳ Tổng thống Reagan. Nhiệm kỳ thứ hai với chiến thắng long trời lở đất vào tháng 11 năm 1984, Ronald Reagan được tái cử trong một cuộc chiến đầy cam go dẫn đến sự thắng cử vang dội, đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ là Walter Mandela lưu mờ nhiều mưu mẹo khi người đưa đồng hành cùng ông là bà Geraldine Ferraro năm 1935, nữ ứng cử viên phó tổng thống đầu tiên của Dân Chủ một đảng chính trị lớn của Hoa Kỳ. Ông Reagan là người thông báo chiến thắng tưng bừng là mặt trời đã chiếu dọi trở lại trên đất Mỹ, đã thực hiện cuộc chiến thắng với 49 trên 50 bang trong cuộc bầu cử và nhận được 525 trong số 538 phiếu đại cử tri, con số lớn nhất và một ứng viên Tổng thống Mỹ từng giành được. Lịch sử này có thể được lập lại đối với Tổng thống Trump cũng với hoàn cảnh của Tổng thống Ronald, khi Tổng thống Trump đối đầu với một ứng viên Tổng thống Biden bất tài vô tướng của Đảng Dân Chủ cùng với nữ ứng cử viên nạ dòng bất lương chớt nhả dùng đàn ông có quyền lực để tiến thân. Những sự thật bất lương của Phó Tổng thống Joe Biden với những lạm dụng quyền thế vừa bị khui ra, ngoài những cử tri ủng hộ dân chủ mù quáng, không lý đến những bẩn thỉu của đảng Dân Chủ. Nền chính trị Hoa Kỳ ngày nay đang cần những người Mỹ chân chính, bước ra khỏi những an thân với tư tưởng bất tranh phân để đem lại công bằng và sự thật cho nước Mỹ, cho công lý được thực hiện, cho sự bình đẳng của con người, không phải chỉ là những người da màu hay da đen có vấn đề mà họ đang dùng bạo loạn để đòi hỏi phải còn những bào thai trẻ thơ vô tội hay những người không có cơ hội lên tiếng trong xã hội Hoa Kỳ. Năm 1981, Reagan đã làm nên lịch sử khi bổ nhiệm Sandra Day là người phụ nữ đầu tiên và làm thẩm phán tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Với hai vị tổng thống Ronald và Donald rất yêu nước Mỹ, có rất nhiều điểm tương đồng, hy vọng lịch sử sẽ lập lại vì dòng dân và ý trời. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung Tổng thống Donald Trump có thể lập lại kỳ tích của Tổng thống Ronald Reagan, tác giả Phạm Công Hinh. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.